Quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tất có ác nhân trị. Có câu, quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tự có ác nhân trị. Quân tử không đấu nổi tiểu nhân chăng? Bậc trí tuệ chỉ liếc mắt là hiểu ra đạo lý. Chỉ nghe cầu cầu cắn người hoặc là chó cắn chó, nào có nói người cắn chó bao giờ? Người quân tử trọng đạo nghĩa, được mọi người tôn sùng. Kẻ tiểu nhân trọng lợi ích cá nhân, bị mọi người khinh ghét. Là quân tử trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững đạo nghĩa, tuân theo lời dạy của thánh nhân. Thế nào là quân tử? Thế nào là tiểu nhân? Trong Trinh Quán Chính Yếu giải thích rằng, quân tử, tiểu nhân vốn vô thường, làm điều tốt là quân tử, làm điều xấu là tiểu nhân. Nếu hỏi ai là quân tử thì chính là người gặp việc xấu vẫn có thể chịu thiệt thòi. Nếu hỏi ai là tiểu nhân thì chính là người gặp sự việc thì tham luyến lợi ích. Khổng Tử nói, người làm điều thiện thì trời lấy phúc mà bồi hoàn. Kẻ làm điều bất thiện thì trời lấy họa mà trả lại. Trong Tăng Quảng Hiền Văn cũng viết, kẻ ác, người sợ nhưng trời không sợ. Người hiền, người khinh nhưng trời chẳng khinh. Kẻ ác, người sợ, trời không sợ. Tiểu nhân cũng được sinh ra trong trời đất, nên không thể khiến họ biến mất. Nếu liều mình đấu với tiểu nhân đến cùng, hiển nhiên người là không sáng suốt. Đối đãi với tiểu nhân thì cách tốt nhất là không chấp nhặt với họ. Có người nói vui rằng, bị chó cắn cũng không thể cắn lại nó. Tục ngữ có câu quân tử không đấu với tiểu nhân, ác nhân tự có ác nhân trị. Nếu tiểu nhân nham hiểm mưu mô, thì trời đất rộng lớn luôn có người trừng trị họ. Thời cổ có hai vị cao tăng, một vị là Hoán Hàn Sơn, vị còn lại tên là Hoán Thập Đắc. Hàn Sơn tu hành giữa người thường, hay bị nhục mạ và ác nhân đối xử thô bạo vô cớ. Một ngày Hòa Thượng Hàn Sơn hỏi Hòa Thượng Thập Đắc rằng, thế gian có người phỉ báng ta, bắt nạt ta, làm nhục ta, cười nhạo ta, xem thường ta, khinh dễ ta, rẻ rúng ta, dối lừa ta. Làm thế nào để trị họ? Thập Đắc đáp, chỉ cần nhẫn với họ, nhường nhịn họ, bỏ qua cho họ, tránh họ, chịu đựng họ, thành kính với họ, không truy cứu họ, qua một thời gian thì xem họ thế nào. Việc xấu nếu làm nhiều thì cái bất lương sớm hay muộn cũng bị mọi người thấy rõ. Đồng thời nên học cách hòa giải mọi việc, chớ để sinh mệnh của mình vướng víu với tiểu nhân. Kẻ thiện người khinh, trời chẳng khinh. Vì sao quân tử không nên đấu với tiểu nhân? Là vì quân tử ở nơi sáng, tiểu nhân ở nơi tối. Quân tử thuyết đạo lý, tiểu nhân nói tà lý. Quân tử ngôn hành nhất trí, tiểu nhân bằng mặt không bằng lòng. Quân tử nghiêm khắc với bản thân, tiểu nhân bàn mưu tính kế với người khác. Quân tử lo nghĩ cho đại cục, tiểu nhân vì cá nhân mà bỏ qua tập thể. Quân tử lòng dạ thoáng đãng, tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi. Quân tử làm việc đến nơi đến chốn, tiểu nhân làm việc trống rỗng hư không. Quân tử không làm việc xấu hổ với trời đất, hành vi tư tưởng không thẹn với bản thân. Trước một bậc chính nhân quân tử như thế, không có sơ hở cho tiểu nhân thực hiện ý đồ. Người đang làm, trời đang nhìn. Người tốt thường phải chịu thiệt thòi, nhưng đạo trời vốn công bình, lẽ đời tự có trả có vay. Người khác thiếu nợ bạn, trời sẽ hoàn trả cho bạn. Người khác xử tệ với bạn, trời sẽ bồi thường cho bạn. Tăng Tử từng nói, người làm điều thiện, phúc tuy chưa đến mà họa đã rời xa. Thiện niệm trong tâm hễ khởi lên, phúc báo theo đó lần lượt đến. Phúc báo không ở đâu xa, mà ở sự tu dưỡng nội tâm và hành vi của chính mình.